Rồi, hello, xin chào bạn đến với kênh WTCO của Trung. Thì cũng như thường lệ ha, cũng như ban đầu y như vậy, y như xưa, thì Trung sẽ làm tiếp tục những cây mai cho các bạn bạn giao lưu và tham khảo ha. Trung sẽ đây, trước mặt của Trung là cái cây để Trung kéo xa xa và thấy cái số chậu 3432 mà 432 là giá 700k ha. Chưa rồi thì trước làm nói thì Trung cũng xin chúc các bạn được thật nhiều sức khỏe ha, là giờ thật nhiều niềm vui. Thì trước mặt của các bạn thì cái cây 432 rồi, thì các bạn ta thấy búp nhiều rồi. Cây này là hồi xưa họ lật lá, các bạn lật lá mình thấy là dạng lá trống ha, nhưng mà điều chút Trung quay xuống, Trung sẽ quay dòng búp cho bạn xem. Thì bạn thấy búp rồi rất nhiều rồi, họ lật lá thôi chứ họ lật lá kích búp rồi thì rất nhiều ha. Dàn gốc cũng đẹp ha. Cây trước mặt bạn thì nó đã liền cốt mà, đây nó đã liền cốt được 100% luôn ha, liền cốt được 100% luôn à. Cái bo ghép nó bằng ngón tay cái đây, bo ghép thì bằng ngón tay cái ha, bằng tay cái bự hơn tay cái Chung á. Thì đây Chung lấy thước Chung đo coi cái thước Chung chọn nhỏ nào. Thì cái cây này thì dàn tàn ngang dưới đều, các bạn tàn ngang dưới đều ha, tàn ngang dưới rất đều. Cây này thì chiều cao nó có 60 thôi bạn, chiều cao 60 ha, cao 60 dàn cái hoành của nó là 13 ha, đây hoành 13. Đây Chung coi là clip thấy không nè, sao nó tới thui ra đây 13. Đây Chung bấm cái này cho bạn xem ha, bấm cái này nè, bấm cái 13 ha, đây 13 ha, ok 13 thì quanh 13 ha. Còn cây trên đây thì tới 8 như vậy, 8 ha, 8. Thì cây này tàng dàn tàng ngang ra, bạn thấy ra tàng ngang đều ha, tàng ngang đẹp. Cái cây mà họ ghép cái bo bự vậy mà, bo cái bo mà nó bự, cái cành ngang hay mà bự đã bự bằng tay tỏ ra thì chính tỏ họ ghép rất lâu. Cây này tại nó sâu quá, cái bộ đế dưới nằm dưới nè bạn, bộ đế dưới nó còn cái bộ rải lồi lên quá trời nè, chung chưa có môi lên ha. Thì chung nhập mai thì cứ sao Chung bán vậy, giao lưu anh em vậy thôi đó nè. Bạn thấy dưới còn cái rải này, chung sẽ quay lại cho bạn xem đó nè, còn rải nữa không, còn cái rải dưới này chung sẽ quay lại ha. Rồi Chung sẽ quay dàn tàng. Dạ, tàng đây. Đây thấy người ta hát tàng ta. Ồ, bữa nay đợi tốt, bữa nay điện thoại bữa nay nó chắc chất lượng. Đấy, vậy mình thấy cũng hát được hát trên tàng. Hay là do cái cây này thấp không biết. Sửa lại thấy người tàng cho rõ ha. Hát trên tàng. Đó. Đó thì bữa nay là thấy hết toàn bộ tàng của em đó ha. Bữa nay điện thoại của Chung bữa nay nó có cơ mà. Bữa hôm quay là vậy đâu thấy được tàng, thấy hát trên tàng ha. Ok, dàn tàng nó bao thấy dàn tàng ngang nó rất đều không? Đó, cũng dàn 3 tầng ha, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng ha. Rồi búp nụ thì quá trời đây. Đó búp nụ, thấy búp nụ nè. Thì cây này lá nó đã bỏ phân DAP vô phân lăng mà nên cái lá nó hơi già khàn rồi ha. Thì mấy mai tháng này thì bà thấy lá nó nếu lá đẹp là không có bông nhiều ha. Nếu lá đẹp mình bởi vì mình phải chấm thêm. Nói chung đây cũng toàn có cái đẹp, có cây lá xấu ạ. Rồi Chung sẽ bỏ cái này xuống ha. Cái này là cây 432 700k chưa có tiền xích nha các bạn. Chung giao lưu thì nói chung là xa gần thì nếu Chung bao bán mà bao luôn tiền ship á thì anh em xa nó anh em gần nó sẽ không công bằng với nhau, nên theo vậy cái cây Chung bán 800 thì Chung bán xe bán 700. Còn Chung thì sẵn nói luôn cái đợt mai hôm qua Chung tính gửi cho anh em á, nhưng qua cây cao su Chung nó ngã đập xuống hàng rào, Chung phải làm được cái hàng rào nên dàn mai dàn qua Chung đóng cũng chưa xong nữa, để chiều nay Chung gửi, để tính đem gửi buổi sáng mà để người ta cũng để tới chiều ta mới đi, mới xe nó mới đi bạn, nên bạn để mình đẩy luôn tới chiều gửi cho anh chắc cú ha, cây mình nó không mất sức. Rồi cái cây kia là cây 432 ha, giờ tới 433 đi Chung kiếm để 433. Rồi cây 433 thì lùng lực ha, 433 thì dạng lùng thôi đó, dạng tàn. Ok, tàn này khủng à. Tàn này lá này thì khỏi cây khỏi chơi rồi, lá này thì sâu nó mơi lắm rồi, tại bạn thấy không nè. Chiều nay là Chung sẽ xịt sâu rồi, có dấu hiệu của sâu ăn rồi. Cái này là phải phun sâu ha. Thì bằng cho mai bằng khi kiểm tra ha. Nè, đó cái lên tự nhiên đọt non như nó ra vậy, đọt non ra vậy thì sâu nó rất mơi ha. Rất mơi đây. Đây. Đó, cái này thì chỉ mới cái sơ như dài bà con không sao, cái này dùng thuốc xịt mũi phun nó cũng được nữa. Không có đến nỗi nào. Đó bạn thấy dàn gốc thì cũng đẹp ha. Dàn gốc này cái dài, cái rễ đây thì nó sẽ về nó uống cụp xuống ha. Cắm xuống chứ phải là cắt ngang nha bạn. Cái rễ mà đây mà cái rễ này nè, mà nó ra về cắt ngang thì nó không có giá trị ha. Còn này ra là nó uống cong đâu, cắm xuống chậu ha. Đó, thì nó cũng cái lấy đầu là cái hay ha. Còn cái này mình nhìn thấy nó cũng được, có lý bạn. Buồn lấy tay tọt chơi ha. Đây. Cái lỗ này. Đó, cái lỗ rất tròn mà, rất tròn rất đẹp ha. Đó, nhìn rất tròn luôn ha.
Rồi cây này thì đã liền cốt được 70% ha. Cái cây này thì bo ghép thì khủng rồi. Cái bo ghép này chắc phải 4-5 năm rồi. Cái kè này bằng hai ngón chân chân cái chứ đừng nói bằng ngón chân cái bạn. Chúng đo cái hoành cho bạn xem ha. Đo hoành mình chúng đo ở trên này nha, đo hoành ở trên này nha chứ không đo dưới này. Hoành thì hoành phân 14 ha. 14 ha, còn chúng đo bo ghép luôn. Cái bo ghép này thì nó tới 10 gần 11 rồi mà, gần 11 luôn, mười mấy luôn nè. Nè, chúng này đó, nè, chúng này để coi bạn xem ha. Đó, nó gần 11 luôn rồi, thấy chưa? Gần 11 luôn, cái thước này nhỏ quá tức quá. Cái thước không lấy. Đó, bạn thấy cái búp nụ, búp bông mình nó ra luôn trong cái thân luôn rồi thì bạn thấy cái bự này. Rồi cái này thì ok rồi. Cái này thì dần tàn quá là bự luôn. Đó, bự tàn bự ha. Rồi chúng sẽ bỏ xuống chung quay dần tàn mà xem ha. Cái này thì tình trạng cái này thì rất sung, cái này thì nó sung khỏi nó chơi rồi. Cái này thì chiều cao 66 ha. Đó, giờ mà thấy dần rễ bên đây cũng đẹp đó, phù ha, nhìn dần rễ cũng ok. Rễ cũng đẹp ha. Cũng là giá 700k ha, chưa tới xíu ha. Đó bạn thấy dần tàn ha, tàn nó đẹp không? Tàn ra lá mướt mượt ha, lá mướt y như gái 18 luôn, gái chưa chồng luôn. Cái này là cái đọt này bằng dựng đọt lên ha. Cái đợt gì dàn đọt này bạn thấy bông này bông rất nhiều nè. Dựng đọt mình quấn kẽm mình quấn cho cái khéo bạn. Tại chung giờ nếu chung dựng đọt lên á, chung gửi chung cũng phải bẻ xuống thôi. Nên nó đợt cao quá thì nó ấy, nên chung để ý về việc bạn sẽ dựng cái đọt lên ha. Mà bạn quấn kẽm thì bạn nên né những cái búp này nụ ra nha. Cái này búp nụ rất nhiều nè. Mình phải né ra ha. Bữa này búp nụ ra để không né nó gãy nó dập búp nụ cái nó nở nó bông mất đẹp đây. Búp nụ rất nhiều ha. Đó cái này thì đó các bạn nói sao mình bỏ phân vô là cái lá non nó vẫn ra nhưng mà những cái lá này là nó sẽ già lại bạn, không đâm nữa ha. Giờ nó sẽ tạo nụ ở những nách lá. Những nách lá này hồi đó là nụ nhọn không, giờ nó sẽ là nụ tròn. Nó tạo từ từ lên thôi nha, chứ các bạn đừng có nôn nóng. Cái gì cái phải cứ từ từ bạn. Cái gì cái từ từ nữa ha. Đó thì bạn thấy lá non vẫn ra vẫn tươi vẫn đỏ ha. Rồi. Sâu bệnh nấm hồng được bạn vẫn phải xịt thường xuyên nha, đừng có bỏ phế nha em nha. Trồng mai mình phải giữ luôn giữ cái bộ lá cho xanh tới Tết bạn. Xanh tới Tết chứ bằng đây giờ sâu rồi nó đã tấn công ăn hoặc bị bệnh rồi này kia rồi. Cái dàn lá nó bị non yếu rồi, nó bị mất lá thì bạn nó rụng lá bớt lá thì nó sẽ nở thôi. Rồi ok. Rồi cây này là cây 343 ha, 33 700 ra đừng có lấy luôn ha. Cây 343 rất sung ha. Cái đó sung vô địch. Rồi tới cây 344 ha. Rồi cây 344 thì tình trạng lá đây đã già, búp nụ đã có đây. Đó. Thì cây này cũng là cây hồi lặt lá đây. Hồi lặt lá bớt ha. Cái mầm của cái thùng nó bị gì nó xếp không quên quay này rồi ok đó vậy là ngay là ha. Rồi cây này là mã số 344 ha, 700k ha, 700k. Những đợt mai chung giao đợt mai này là giao thủ Đức nha. Ví dụ khi nào thì chung nhập đợt mai gì mà loại giống mai khác chung sẽ báo cáo anh em và chung sẽ nói ha. Bây giờ hiện giờ là giỏ Thủ Đức thì chung từ đầu tới cuối là vẫn là giỏ Thủ Đức 12 cánh nha. Rồi cây này thì bo ghép đã liền được 50% bạn. Bạn cứ chăm sóc thôi ha, mấy cái bo ghép này nè. Mà khi mà nó đã kéo nhựa mà nó phù đỏ kiểu này đó thì bạn thấy nó rất lẹ bây giờ rất lẹ ha. Nó rất lẹ bo. Cây này thì cái hoành cái bo ghép nó cũng chà bá luôn. Cái này chỗ ghép đó thì nó đã liền gần hết nè. Còn cái bo ghép thì cũng bự chà bá luôn. Để chung đo luôn rồi chung nói cái bo gốc ha. Cái này thì hoành khoảng 14 mà này 14 ha, hoành đo đúng 14 ha. Mình nhớ cái 20 bự lên thằng 14 thì nhỏ với 14 cái gì đó. Còn ở trên đây thì ở trên cái trên thì 9 ha, trên này là 9 phân, 9 phân là nó cỡ bao nhiêu ta. Đây bạn. Chín phân ha, chín phân nó bự cái này ha. Bự cái này thì ngón tay mình tọt vô thì không xi nhê đâu, phải hai ngón tay cái ha. Hai ngón tay cái mới được. Rồi, cái này thì dàn đế này cũng đẹp lắm bạn, nhưng mà điều trung nhập về sau đi đây. Bạn thấy những cái rễ dưới nè, những cái rễ dưới nó còn nè. Đó đây cái rễ nè, thấy không? Đây cái rễ nè, những cái rễ dưới nó phù nó lồi lên như nguyên hết chung chưa có năng lên á. Dàn đế này còn nằm còn cứng lắm nè. Dạ bộ đế dưới này chắc cũng có thể bự lắm á, thì anh em về lỡ như mốt năng cao năng cái chảo dầu này cao lên mặt đất ha, anh em trồng anh em xả xuống mà mốt cái bộ đế khủng thì anh em cũng được nhờ ha, thì chung nhập sao cho bán vậy thôi. Đó cái rễ này kéo qua nó nhìn cũng nói chung nhìn cái cũng dáng bên nó bay cũng rất hay bạn, rất hay. Bên đây đó hai rễ rất bự nè, đây rễ bự nè, rễ bự quá trời dưới nè,
đó, thì nó không có lồi lên ha, nó chưa có chung, không có gì nhậu lên nè. Chúng sẽ quay lại, bạn thấy cái rải nè, đây cái rải nè, đây cái rải nè, thì nó lồi lên bự lắm, chúng không có quay ha. Rồi cây này thì có chiều cao phải chắc cỡ 60 à, 60 70 gì, là cây này dáng lùng mà, nó dáng lùng, chiều cao nếu tính không tính lá thì có 65 thôi bạn, 65 ha. Cây tàn của em đó, đó dàn tàn, mà thấy dàn tàn ngang bự ha. Cây nào cái cây nào mà thấy dàn tàn dưới nó đều ngang là ok ha. Cây đó sẽ có giá trị sau này. Mình chơi Tết xong mình sẽ bấm là bấm cục là nó sẽ tròn. Đây là mình nhìn cái cây đẹp ha. Và là đặc biệt cái cây này là cái thân uống lượng rồi. Thân này, thân lượng ha. Thân nó lượng ta uống từ nhỏ, ta làm ta uống từ nhỏ ha, chứ bự về mình khó uống hơi khó lắm, này uống từ nhỏ rồi. Thì mình về mình chỉ chỉnh sơ dàn đầu nó là ok ha. Mình xuống chơi đầu rồi. Rồi chúng sẽ bỏ cây xuống nữa ha. Cái này là cây 434 ha, 700k ha. Chưa có tiền xíu ha. Rồi, tới cây 435 cũng lùng lực đây, lùng lực dáng bay ha. 435 thì lùng lực dáng bay đây. Lùng ha. Bộ đế thì cũng tùm lum tùm lưa, dưới đây nhìn tùm lum hết, mà hiện tại nó thấp mà. Nó hơi ấy, để chung lấy cái đầu kê cái chậu nghiêng qua cho bạn thấy. Cây nhỏ quá. Đó, bạn thấy dần đế ha, đế cũng nhìn nó cũng khủng ha. Tại cái chậu kiểu chung nó sâu quá đó, nên chung phải kê nghiêng qua ha. Đó. Rồi cây này thì lùng ha, dáng lùng. Dần đế ha. À, bo ghép cây này thì cũng đã liền, sắp liền rồi bạn. Đây bạn, sắp liền nè ha. Đa số chung nhập cây mai bo này đây là gốc liền ha. Còn cái bo ghép trên thì bằng ngón chân cái ha. Bằng ngón chân cái là cỡ này ha. Cỡ cái rễ bằng qua rễ chung cắt đây. Đây bằng cái rễ này đây. Rễ này nhỏ hơn chân cái rồi. Này, so ha. Rồi đó, bằng cái đó ha. Rồi cái hoành chúng ta đo hoành luôn chứ. Mình có thước mình chắc sao cái nào mình cũng đo ha. Cái này hình như nó muốn cái chỗ này nó muốn xù lên nè bạn. Nó sàn lên ha, sàn nó u lên nè. Chung cũng có cái cây kia, cây bự kia nó muốn xù rồi, chúng làm luôn ha. Mà những cái cây muốn xù thì bạn nhìn cái bộ đế nó rất già, cái gốc nó rất già bạn, nó già phù ha. Giờ nó già nhìn thấy ghê lắm. Cây này thì hoành cũng có 14 ha, tại cái này có cái cục gù bên đây nè, cục gù nên chung trừ hao cục gù ra là nó còn 14. Cái này hiện giờ chúng đo là 15 này nha. Nè thấy không? Đúng 15 ha, đúng 15 mà chung trừ cục gù ra thì nó sẽ còn 14 ha. Tại có cục gù bên đây nè, gù giống như nó bị phù xù lên, mai xù đây, dưới đây hình như xù đây bạn. Nhìn những cũng giống xù. Mà chung cũng không rành mai xù, chung dù xù mà xù nhiều chúng biết chứ, nó mới hơi nhóm xù thì chung cũng nhìn chung cũng bó tay chấm cơm luôn. Mình tay nghề yếu mà mình đâu có vô biết nè, để nó xù hồi nhiều sữa đó mà ha. Cây này thì có chiều cao cỡ có 58 thôi ha, cỡ 58 ha. Rồi dáng bay. Giò cẳng này cũng đầy đủ á, cũng nhìn đẹp ha. Thì con cây này cũng là giá 700k ha. Thì cái này là bạn, các bạn có thể chơi Tết ha, và các bạn trồng. Mình cứ bao bạn cái như cái mai của chung nhập về, các bạn trồng nó dù chung gửi đi xa nó có rụng hết lá, các bạn trồng vẫn sống vẫn vô tư. Nếu anh em là trồng không sống cứ alo điện chung sẽ tặng cho cây khác. Ok liền. Chứ mình mua quán ba, tại bạn không biết cái dàn mai của chung á, giờ ở dưới cái bộ đế nó mạnh lắm rồi nên chung không có người sợ nó chết. Bạn dàn mai mà bạn thấy cái bộ rễ mà ở dưới đây nè không, mình nó đã ok, nó mạnh đó, thì nó không ấy đâu. Cái bài sáng giờ nó cái rễ nó ăn qua ra nó hết quá. Thôi để cho cái bài tiêu. Có cái bài chung nhổ lên cho bạn xem. Nhổ cái đế lên. Đấy mình nhìn cái dàn rễ này đây, non nó ra dòng cái rễ chậu trắng phao hết luôn, là cái cây này nó mạnh lắm mà không bao giờ có tình trạng mà bạn sợ nó ra đi dù ngoài đâu ha. Bạn cứ thoải mái bạn cứ trồng tự nhiên. Mà quan trọng là bạn phải lót cái một mớ lớp chấu ở dưới đít chậu ha cho nó thoát nước ha. Bạn trồng cây mai là nó như nó thoát nước tốt là nó sẽ phát triển tốt thôi. Còn cây mai mà nó úng nước là nó sẽ hư rễ, giờ nó sẽ cái lá nó sẽ vàng ha. Nó sẽ vàng lá là giờ mình có chăm sóc ha. Đó, bỏ qua ha. Rồi cây đó cây 435 ha, 435 rồi tới rồi, còn hai cây cuối cùng thì gốc bự mà điều tàn hơi ít nha, tại mình thấy hai cây này cũng hơi đẹp mà nên mình giấu luôn ha, mình giấu luôn cho anh em, có anh em nào thích chơi gốc bự thì chơi đó. Cây này thì bạn thấy gốc rất khủng ha, gốc bự ha. cũng là giá 700k ha. Cây 436 ha. À, gốc này thì nó có hoành 18 nè ha, hoành 18 này. Bo ghép thì bằng ngón tay cái ha, bo ghép bằng ngón tay cái chung này, bằng tay cái không phải đo luôn, có thước mà. Bằng ngón tay cái là 7 phân mà ha, bằng tay cái là 7 phân. Chiều cao cây này thì nếu không tính cái đọt dương lên mà, không tính đọt dương lên thì chiều cao nó chỉ có 46 thôi ha, nè 46 ha.
này 46 thì mình tính nửa đọt thôi nha, tính nửa đọt thì nhiều đọt quá không được đâu, tính nửa đọt ha. Đó cây này bạn thấy không, bộ đế đẹp ha, để nhìn đây. Rồi chúng sẽ quay dần dần tàn ha, tàn cái này, cái cây này đây nó tàn như vậy thôi, nhưng mà bạn cho bông vậy cho tết chẳng được hết nha, tại bạn thấy những cái bút nụ đâu rất nhiều nè bạn, nụ trong cái hách này rất nhiều ha, rất nhiều nó sẽ dài dài cây ha. Đó mình cây này thì về đây có thể tha hồ uống chỉnh, anh em muốn chỉnh cho nào chỉnh nè, tại nó còn nguyên thủy ha, người ta chưa chỉnh nó tàn mà thấy nó đẹp chứ, bạn gì bạn uống mấy cái tàn này xuống nè, uống cái này xuống như vậy thấp xuống nhìn nó nhìn ok rồi ha, tại người ta chỉ uống từ đây. Đó, bên đây nó hai ba tàn, nó trồng một tàn ha, mình uống cái tàn xuống ha, uống tàn nhìn ok đi. Rồi, người ta chưa uống tàn ha. Rồi bo ghép cái này thì đang kéo rất đỏ ha, đang kéo đỏ đây. Rồi chúng tôi bỏ xuống ha, tình trạng mai thì rắc xuống rồi nè, rắc xuống ha. Rồi còn cái cây cuối cùng là trung hôn nó bị xù đây, nó giống mình, nó giống bị xù, trung không dám nói xù nữa nha. À, anh em chúng tôi quay cho lại anh em coi, anh em nào không xù thì xù ha, trung hô không dám nói xù đâu. Đây bạn nè, thấy chưa, đó, nó sẵn sắp sẵn xù lên ha. Đó thì này, anh em thấy đó, anh em coi thôi chứ trung không dám nói xù đâu, nó xù gì đó nhà mà anh em hô không xù thì chết trung luôn nè, thấy không, cái bo ghép nó đã cũng được xù lên ha, sẵn lên ha, giờ đó. Tí xíu nữa chúng cầm điện thoại chúng quay sát vô là các bạn xem á, là bà các bạn sẽ thấy được hết ha. Nếu anh em nào tay nghề cao dữ dằn nhìn vô là họ biết cây mai xù hay là không xù liền đó, mà thấy nè, thấy chưa, cái này mà thấy này, cái này cái dấu hiệu nữa không đó, cái gốc cái này rất già ha, rất già ha. À, hoành ngay chỗ này thì chúng đo hoành thứ ha, mình lại làm phải đo hoành ha. Cây này thì gốc tới 21 luôn mà ha, gốc tới 21 là này, chỗ này 21 là nắm tay không hết ha, tới gốc tới 21. Chiều cao cây này thì chỉ có 50 thôi, 50 chiều cao 50 ha, chiều cao 50. Bo ghép thì nhỏ hơn tay cái nha bạn. Bo ghép nhỏ hơn tay cái, họ ghép hai bo ha. Búp nụ cũng rất nhiều bạn, búp nụ có quá trời nụ nè ha. Búp nụ rất nhiều ha, đây này, ha, thấy búp nụ rất nhiều ha. Rồi chúng sẽ bỏ chúng qua dân tàn mà xem ha. Chiều nay chúng phải phun cái vụ sâu nè. Cây này chúng thấy nó sâu ăn lá non. Cái này chung cái nào có lá non là ăn mà. Đó. Cây này thì tàn nó ít đó ha, cây này được gốc nhìn thấy sằng sùi dữ dằn thôi chứ cái tàn thì ít xỉu à. Rồi chúng sẽ cầm điện thoại chúng quay lên từ cây ha, quay từ cây cho nó rõ ràng anh em coi. Đầu tiên là cây 430 mấy ta, 432 chúng ta qua là 431 rồi ha, 431 này 432 đó, có cây 433 này tàn khủng nè, 43 tàn nhiều. Đây cây 432 ha, đó 42 giáo thủ đức ha, bộ gốc đây. Ơi trung hôn bộ gốc nó còn bộ dưới đây mặt, đây cái rễ ha. Cây này thì coi có rễ dưới đây, không biết cái rễ này có lượng qua không, ai mà biết. Để môi lên bậy nó có công nè, đây có cái rễ ha, thì bạn chơi xong bạn sẽ nâng cao lên ha. Cây này chậu thấp á, mình nhìn giá mình bên đây thì rất đẹp ha, đó ha. Cái dàn tàn này cây thì bỏ ghép liền cốt nè ha, dàn tàn này ghép bự nè ha, dàn tàn ngang mình đâu thấy tàn ngang nó bự ha. Rồi ok, đây là dàn tàn của em đó ha. Rồi tới cây 433 thì trung hô 433 thì có cái lỗ buồn tọt chơi đây. Bữa hôm trung nhớ trung bác cũng có bán cây y vậy, mà cái lỗ kia là lỗ hình trái tim, còn cái lỗ này là nó tròn do bạn, tròn do ha. Đó, cái rễ này chỗ này thì nó cắm xuống bạn này ha, mà thấy quẹo cắm xuống ha, chứ không phải là thẳng là chặt ngang nha. Đó thì 433 ha, 700k chưa tiền ship ha. Rồi đó bên đây mình nhìn đẹp ha, bộ ghép ha, tao thui thấy đâu bộ ghép đó, chúng quay bộ ghép mà xem ha, sẽ tối ta. Đó, bộ ghép bạc, bộ ghép ha, cái thằng trên này bự vô bá rồi, cái bộ ghép nó bự nè, liền vuốt luôn ha, cái này mà nó bà nó liền cốt lên là nó vuốt tròn lên, nhìn nó đẹp ha, nó nhìn thấy ok liền đó, thấy chưa. Rồi dàn tàn cây này thì khủng nè, cây này dàn tàn thì cho bá luôn, chiều ngang cao hơn, chiều ngang bự hơn chiều cao. Rồi ok, tới cái cây 434 ha, 432, 433 gì tới 434. Đây 434 thì trung hô có hai cái rễ dưới đây. Đó, bên đây cái rễ nè, đây rễ phụ, đây cái rễ ha. Đó, không? Cái rễ bự dưới. Rồi, bên đây dàn gốc nè ha, gốc cũng đẹp ha. Đó. Gốc bên đây, gốc này thì tướng già ha, nó sằng ha. Nó sằng gốc ha. Già sằng. Bộ ghép thì đã gần liền mà, đây bạn thấy không? Gần liền bộ ghép ha. Rồi cái thân ghép thì bự nè, một cái chỗ này ghép thì cho bá nè ha. Đó, dàn, bạn thấy cái nhánh nó ra đã bự rồi ha. Nó ra đây cho bá rồi. Rồi. Ok, dàn tàn của em đó ha. Tàn cái này thì tương đối khá bạn. Tàn cây này thì nó ít lá thì chút xíu thôi, nhưng điều tương đối nhìn thấy nó chuẩn tàn ha.
nó tròn ta. Rồi tới cây 435. Đây 435 thì đây nó nằm đây, đó 435 này. Mấy cái cục phù phù này là bị xì đa bạn. Hồi xưa nó ra cái mầm á, cái họ bẻ ngang đó. Bộ ghép thì đã cũng đã liền gần liền ha, gần liền ghép xong rồi. Hồi xưa nó ra cái mầm trên cái thân, cái họ bẻ ngang cái nó phù cục lên ha. Nhìn cái rễ nhìn cũng đẹp ha. Lực. Bên đây cũng có rễ này, dò trước có ha. Rồi chứ sao. Rồi. Cây này thì dán bay ha, nhà tàng là tàng bên đây. Rồi, chung hình như chúng mới thấy con sâu chỗ này, để chung để đem con sâu này ra chung nhai đại ổ khoai cái này nhắn nó chung lật ra chứ vậy sao. Nhắn qua chung lật ra, tụi nó sâu. Rồi ok. Nhà tàng của em đó ha. Rồi tới cái cây 436 ha, 435 mình tới 436 ha, đúng rồi. Đúng rồi, 435 tới 436 tới 46 cây bộ đới đây bạn. Đó, cây okay, này ha. 435 với 437 là bự ha. Gốc bự ha. Đây gốc bự đây. Đây bộ ghép bạn. Bộ ghép ha. Ok. Rồi dàn tàng của em này đi. Cây này hồi đó chắc nhiều cao lắm nè, họ ghép lên cao lắm nè, thì họ cắt ngang, họ sửa lại cho nó thấp lên nè. Còn cắt ngang với dấu cắt thì bá luôn ha. Các ngang họ sửa, họ lấy cái tà cành này lên họ sửa là họ làm cái thề dàn tàng thấp ha. Đây. Rồi ok, tới cây cuối cùng đây. Cây cuối cùng là cây 437 ha. Cái cục 47. Nó thì đây, bạn thấy gốc rất già đó ha. Đây, chỗ này nè ha. Đó, rất già ha. Dấu hình như là muốn xù á. Đây, thấy không? Nhìn cây sàn xù nhìn thấy y như da cóc ha. Cái này mới mốt nó liền nè, mà cái này là không sao nha. Cái này là nó liền ha, cái này lo do họ hồi đó cái cây lên hai nhánh, họ ghép đây cái nhánh kia nhánh này là nó bị chết nhánh phía đây sao. Nó bị nhánh này nó ấy nên cái này nè, họ dạt ha, cái này nó mốt nó sẽ kéo liền là ha. Kéo liền là cái này bằng không vấn đề ha. Đó, góc dưới ha. Bỏ ghép ha. Đó, mà thấy cái cục nu này ha, nu cái ghê. Đó. Cái này là phải giống như phù vậy ha, thấy không? Đây kìa. Rồi cây này thì tàng ít á, cái này bự thôi, dáng bay dàn gốc thì khủng rồi chứ, dàn gốc thì bự thôi, bự gốc nãy mình trung đo hình như tới hai mấy quên rồi. Dàn tàng thì ít xíu, tàng này cái này bị bằng phải chăm phải nuôi thôi ha. Chờ Tết thì năm nay cho Tết dàn được thôi, nhưng mà điện ít tàng ít bông đó. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung, xin chúc các bạn được thật là nhiều sức khỏe. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Sau Trung sẽ làm thêm, nên nay một ngày Trung làm một clip thôi, làm hai clip Trung khao hoa không nổi. Nó lộn xộn sàn ngầu hết. Rồi, mong đích đầy đủ rồi. Rồi, cảm ơn các bạn ha. Theo dõi clip chung ha. Xin chào các bạn.